thời giờ qua ở đây và chung sống cùng mấy em trót 30 năm và không có dịp gì đặng giao đạo cho mấy em hiểu chân truyền của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu tại thế này là thế nào. Có lẽ khi mấy em cũng biết rằng và không có ở đây chung sống cùng mấy em vĩnh viễn, thế nào không chạy thì kiếp và cũng phải về tòa thánh. Bởi vậy cho nên và khuyên mấy em còn trong cửa đạo nơi này không có thừa dịp này nghe lời của qua khuyên nhủ dạy dỗ rằng mấy em biết cái đường lối đạo đức của mấy em, rằng mấy em gìn giữ cho trọn đạo. Mấy em thất phận đến nỗi qua phải thối chí ngã lòng khi qua đến đây. Là mấy em bị thất giáo trót 30 năm rồi, còn thấy mấy em không học gì hết. Thật là rất cũ. Bởi vậy cho nên qua buộc mấy em đi hậu đàn là như vậy, chứ không ít lời gì cho qua mà cho hội thánh hết. Hôm nay qua giảng dịp khuôn luật nhân quả, nhưng là cái cội, cái nguồn, cái căn bản của nó. Còn quá là nó biến sanh ra. Nó nói cho rõ ra thì cũng như cái cội cây, nó tất nhiên nó sanh trái. Vì cớ ra cho nên thì tôi nói rằng trưởng qua đắc qua, trưởng đậu đắc đậu. Nghĩa là hãy khi nào trồng cái cây nào thì mình hưởng cái trái nấy. Vì khuôn luật nhân quả ấy mà Đức Phật Tổ đã khuyên thiện cả chúng sanh hết, là muốn tránh cho đặng cái khuôn luật ấy chỉ có làm lành mà thôi. Ngoài ra gây cái nhân quả nhiều là do cái hành ác, nên các tôn giáo ở nơi mặt địa cầu này giờ phút này hiện hữu, dầu mà cho quyền hành họ bao nhiêu đi nữa, mạnh mẽ bao nhiêu, họ không có xa cái đường thiện, họ phải giao qua chúng sanh. Tỷ thí lấy một chuyện nhỏ mình luận cái việc lớn. Người cha ở trong gia đình mà không có hiếu thì kết quả của nó là con nó không có hiếu là gì mình. Tỷ như thế, người chồng trong nhà không có nghĩa thì lẽ dĩ nhiên là người vợ
giới chẳng hề khi nào có nghĩa là như mình. Cái luật thiên nhiên nó vậy. Nó có cái khuôn luật, có cái quyền năng thì dân vô hình mà nó vẫn quả quyết như thế. Cả phải mấy em đừng có thấy luận về cái việc Phật làm về chứ thì thế như thế bực đi luôn cái họ tạo nghiệp, họ dân ba độ dương trên cái căn nguyên của xương máu của dân, dòng họ này lên là chúa được với cái cường lực sân sát của họ, thì cả kia cũng có thể nói tu đồ theo kiểu dở đó, tu lập ổng xuống, tu lập điều khác, ngồi đây dương nơi thế gian này được bị siêu độ cũng vì lẽ nhân quả ấy. Trong một gia đình tạo dựng lên là những phương pháp ác, ác hành của mình đó, nó dựng nghiệp cho mình. Thì theo thế của Bần Đạo thấy rõ, cái người nào làm chú của gia đình là ông cha của gia đình ấy, vì phương pháp tàn ác lưu của lại cho con. Chẳng khác nào như để một cái hoàng thuốc độc dành để sẵn cho nó đặng nó tự giận nó, tương lai của nó đâu vậy. Giờ nói chuyện nhỏ hơn nữa, mình hiểu không? Mình ra ngoài đường kia, ai nói phải, mình là bản thân của họ, cái nào quấy thì mình nhắm mắt, bước tay đi qua, không có sân sự gì hết. Mà có lẽ khi những người hung bạo với hỗn hào đó, khi họ về nhà rồi, cái nhẫn của mình đó, cái hiền từ của mình đó, làm cho họ ăn năn sám hối lắm vậy. Và tự xét họ, con người như phẩm giá đó, nó mới đáng con người. Còn con người như mình, dù con, dù cai thất học, vô lễ, nó tự mình biết là mình không có đáng phẩm vị của làm người. Từ nhân họ ăn năn họ sám hối, đó là mình thắng đó, thắng tự nhiên đó. Còn bây giờ gặp cái dữ, tụi mình dữ hơn cái nữa, mình đương đầu lại nữa. Một còn một mất kỹ nó, biết bao nhiêu án mà sát nhân đã biến thiên ra trong đời, nổi mặt thế này vì lẽ đó. Con tư hỗn đương đầu lại với kẻ hỗn kia, mà nó đã dâm mạng một cách bất ngờ, giết ngay đó vậy. Điều đó thì cả phải đều có thấy hết. Nhiều cái gương trước mắt mình đang có thấy. Con người phải hiền, mà cả nơi thế gian này hết thảy cả nhân sinh Phật cũng phải hiền. Cái hiền đó mới có phương thế nó bảo cộng cái xã hội nhân quân,
có cái hung bão kia. Nước lớn, hít nước nhỏ, dân mạnh, lệ thuộc dân yếu, gây ra một cái trường thù hận. Nhưng mà đi cầu này hôm nay, giặc giả tư chiến tình mãi thôi, là bị cái nhân quá ác đó, mà nó gây ra cái tình thế quá tàn ác hôm nay. Muốn đem lũng lại, lập lũng lại cái quá cho họ, cho tốt đẹp ấy, thì giờ chúng ta phải tìm coi phương thế là phải làm sao cho cả toàn nhân sanh đều hiểu. Mà phương pháp làm cho họ hiểu được khó kim lắm vậy thôi, bởi họ không có kể đạo đức gì hết. Các vị gia chủ thường khuyên họ muốn giết nhân của mình đi, thì mình phải tạo cái phước, tạo cái thiện, tự giác cái nhân, giết cái nhân, thoát nạn khỏi cửa luân hồi chuyển kiếp, tất nhiên giải thoát. Vị giáo chủ nào cũng có mục đích đó mà thôi, mà họ đã đôi ngàn năm, 2500 năm, họ đã giáo hóa chúng sanh, nhân loại đã theo gọi là đạo, từng đạo đủ thứ hết, mà nhân loại chưa có hiểu, giữ vẫn giữ mà thôi. Giờ qua kết luận luận lại, là giờ phút nào mấy em hiền thì kẻ hiền nó mới đến cướp mấy em. Tại gia hữu quân tử, ngoại môn hữu quân tử đạo, ở tại nhà mình có quân tử, người quân tử ngoài kia không mới đến. Ta ngược lại, tại gia hữu tiểu nhân, môn ngoại hữu tín nhân đạo, ở ngoài cửa kêu tín nhân đến. Thầy có nói câu nói ngộ nghĩnh lắm: đi moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Mày chơi thân thiện với người nào đó, mày chỉ tao ra ngay, tao biết mày làm sao à. Cái cuộc đời của mình do mình đào tạo. Mấy em cũng được, mỗi người đều sợ cái dữ lắm, sợ cái gian hùng lắm, muốn tránh lắm vậy. Mà mấy em mắc hoài bởi cái con đường trí thiện của mấy em chưa đau đến. Mười phần mấy em được lạnh, chín phần đi còn có phần thôi. Một phần đó nó có thế, nó kêu cả tỷ nhân đến đặng mà lường gạt mấy em. Nó có thế một đầu mưu đặng mà nó gạt cả mấy em được lắm vậy. Giờ phút nào cả toàn con cái Đức Chí Tôn đi tới cái con đường trí thiện đó, cũng như thế Đức Chí Tôn đã để thập nhị đẳng cấp thiên liên tại thế này trong cửa phước thiện đâu vậy. Mấy em đi được, cha biết bao nhiêu hạnh phúc cho đạo, nhất là con của mấy em kìa, đám hậu tấn kìa. Cả hành vi của mấy em nó đừng ngó, nó bắt chước hết rồi. Mà mấy em không có hiền thì đòi dạy nó dữ. Mà đòi, tới chừng mà đòi dạy nó dữ rồi, mấy em kiếm thuốc để trị cái dữ đó không đặng đó, hết đặng rồi đó, thì mấy em dành để cái chết của nó trước mắt mấy em ạ.
để cái tương lai của nó trước mắt mẹ. Và cầu xin có một điều là mấy em biết yêu ái nhau, biết mọi điều giữ nghĩa nhau, rồi lấy cái căn bản hiền của mấy em đó làm mực thước, làm khuôn vàng thức ngọc đặng mà dìu dắt mấy đứa hồng thất con cái của mấy em như vậy. Mấy em muốn đạo mấy em cũng tồn tại bền vững. Mấy em muốn đạo của mấy em bằng trước khó khổ cho thiên hạ. Nó lùng lại đám con cái của mấy em kia cả. Chúng ta không có lục gia sống đời, tạo nghiệp cho nó. Mà hạnh nhất những đền đài lầu cát nó không nghĩ gì hết. Cái nghiệp mà quý báu của mấy em nên tạo cho nó là thiên tư nhân đức. Đó là đại nghiệp của mấy anh chị em dành để cho nó tồn tại mãi mãi rồi vậy.